Rồi đây là cái phần cá chiên hồi nãy. Cái Cá gì? Cái gì? Cái gì? chiên đúng không? Em nghe đọc hình cá chim. Hả? Không, cá chiên em ăn rồi. Đây. Và đây là cái phần không biết là gì hết. Bánh chuối nướng. Bánh chuối nướng, nướng dạ, chưa? chưa. Ồ, thú hồn tưởng nó nướng rồi mà kiểu vậy. Nào giờ anh ăn món đó qua chưa? Hình như rồi vậy. Ăn hồi nãy ai nấu? Không phải tôi rồi đó. Không biết nữa vậy. Hình như là thì em lộn rồi đó. con của cái bác nào á vậy? Chứ nãy giờ em chưa Con có làm món đó mà à, giờ ăn lộn nhỏ nào nấu rồi. con có đâu, con gái của cái bác nào đó chứ đâu, nhỏ Chưa. nào vậy bà. Còn cái món sắc sắc đó là gì Món này món đặc biệt. phải Hôm qua 12 giờ đêm đang nằm coi YouTube. không? Qua 12 giờ đêm. À Qua thức khuya, qua tháng em thức khuya không? Không. Em coi YouTube. Ông ngủ chổng chẳng bởi nhà xong bởi ấy. Anh thấy em thức sáng chứ không có thức khuya. Là sao? Hả? Thức Tức tới là sáng phải không? không, sáng sớm anh thấy coi như là anh mở mắt ra anh thấy giờ bấm 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 điện thoại. Đâu cái đó là sáng, khuya em thức tới 2, 2, 1 giờ mấy luôn. Tại sao? Thì coi YouTube nè. Hả? Cũng phải ủng hộ kênh chứ. Coi YouTube của người khác chứ đâu của phải người của khác. Mình hả? Ừ. Đấy, người ta coi Trong mình cái coi người ta. Thấy người ta làm món con lem á, con niêu bự á, xào với lại bún tàu. Okay. Cái món này là mình đi ra nhà hàng mình ăn mấy lần rồi. Đúng. Họ làm rất là ngon. À. Nên bữa nay mình sẽ sẵn ở nhà mình có lem sẵn nữa, lem tươi luôn á. Đó, nên là mình lôi ra là bắt đầu bây giờ mình sẽ thí nghiệm món bún tàu xào với con lem. Nice. Đó. Ừ. Giờ trước hết là mình phải sắc mỏng ra hết. Còn cái này là cũng là trên YouTube luôn. Ờ vậy đó. Cũng YouTube luôn, nó lợi hại lắm chứ bộ. Đúng rồi, YouTube muốn học gì là không có chỉnh. Đúng vậy. Mình học của người khác cái hay. Người khác học lại mình cái hay. Mình học qua học lại để mình có tiến bộ chứ. Đó thì hôm qua tí cũng coi trên YouTube thấy người ta làm bánh bánh chuối nướng. Dạ. Xong bữa nó mình nói bữa nay mình phải thí nghiệm liền. Đó, chuối là mình mua đầy đủ hết. Nói chung là mua đầy đủ nguyên liệu hết. Còn cái công thức làm cái này á thì hồi nãy mình làm mình không có quay là tại vì mình không biết kết quả nó có ngon không. Nếu mà ngon á thì mình sẽ làm thêm một ổ nữa là mình sẽ quay cái công thức đó cho mọi người biết. Còn mà nếu mà nó dở á là sẽ không có cái video đó. Thôi em chỉ cho mọi người em coi cái YouTube nào để người ta không, vô người ta em coi luôn. Mấy cái em gáp lại. Ồ vậy hả? Ừ. Ok. Tại mỗi một người làm á họ làm một cái cách khác nhau hết trơn á. Nên mình thích cái nào cái mình trộn bên này trộn bên kia vô thành ra công thức của mình. Ok. Đó, nên nó sẽ không có đụng hàng gì với ai không, chứ. Không có đụng hàng. Ok. Nên nó hơi đặc biệt chút xíu. Mình phải đợi mình nướng xong rồi. Nhưng mà anh thích mấy cái chuối này, tại sao em lại phải dùng cái chuối này em làm đó, dùng chuối khác làm cũng được hả? Chuối già cũng được, nhưng mà tại vì em đi chợ Việt Nam thấy chuối này ngon quá nên mình mua chuối này. Thì chuối nào cũng được, nhưng mà chuối này nếu mà đúng làm chuối này nó ngon. Dạ hả? Yeah. Cái chuối này ăn anh một nải cũng được luôn á. Cái chuối này ăn một nải cũng được luôn á vậy. Lại quên cái đó là nửa nải ha. Còn cái chuối dưới kia anh ăn một trái là anh bị khó chịu rồi. Bây giờ anh không có được ăn cho tới khi nào cái nải chuối cái khay bánh này nó thành công thì anh cũng không được ăn. Khi nào nó thất bại thì anh mới được ăn cái này. Trời trời cũng như không luôn. Vậy để anh ra bi chơi anh mua cái loại chuối kia xong anh về anh ăn cái này. Ừ. Đưa em làm cái kia. Rồi bây giờ mình sẽ làm món bún tàu xào con lem. Bún tàu xào con lem. Yep. Nice. Còn trái chuối này chưa chín hả? Gì? Trái chuối này chưa chín đúng không? Chưa đó của anh đó. Ừ. Bậy, chuối của anh làm gì mà cục nũng ra vậy? Còn ớt? Ớt của anh luôn. Đừng nói là ớt của anh. Ừ. Thôi này ớt anh trồng anh nhận. Chuối thì anh không có trồng cho nên anh không có nhận. Ok. So, thu hoạch của mình hôm qua nay được nhiêu đây quý vị? Rồi, có nhiều trái nhỏ nhỏ tí 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 này lắm luôn á chứ không phải không. Mấy trái tròn 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 nè. Đó. Con đun không vừa con nữa. Không biết gì hết đâu. Thì hai chưa không được.
Bấy điện thoại của ba. Dạ. Với bánh mì rồi đó nên nó nói tiếng chồng nghe không? Dạ dạ có nói rồi má. Ờ nó mới nói tao nghe, nó gọi tao, nó nói tao. Rồi chú Linh phá gì? Ờ con phá mà con phải muốn công viên của ABC sổ. Vậy á hả? Nè, ba phải bào cái này, cắt cái này. Em bào mấy cái khoai lang này để nấu cái gì? Cà ri gà hả mẹ? Cà ri gà cho chú Tư nè, chú Tư thèm cà ri gà, chú Tư yêu cầu ở nhà nấu cà ri gà. Nên mẹ với Tiếp đã mua một số những gì cần thiết. Sao con thương? Yes, chừng nào xong rồi mình đi nha. Hình như ngày mai. Vậy đó hả? À, hình như ngày mai nấu xong rồi con đem qua chú Tư khai sinh ok. Không biết nữa, ngày mai mình tới mình coi. Có nhà không, con đưa cho Khai Sơn ăn nữa. Ừ, ngày mai mình tới đó mình coi thử coi có không. Xong rồi. Ở trong điên sổ. Vô trong điên sổ. Ok, rồi. Ta đi làm chuyện này, không có phá nha. Rồi, cái phần bún này là mình hồi nãy Tiếp nấu nước sôi ha. Nước sôi xong cái đầu Tiếp thả vô Tiếp ngâm. Cái này là bún tàu á. Rồi Tiếp ngâm xong hồi nó mềm cái mình vớt ra. Cái trộn với lại tỏi phi á. Rồi bắt đầu chị lấy cho anh cái thao á, cái gì vậy? Dạ, tôi đang bận nha. Không cần đi rõ. Cái thao gì nãy là đây nè. Cái này là rác của mình. Đây là cái nghêu mình xào với lại tỏi để Tiếp bỏ bột nêm đó, xong rồi một xíu nước mắm thôi, bắt đầu mình chan lên cái bún tàu này. À, cái này giống như bình rượu của bác cái gì đó, bác Tiên vậy. Bác Tiên gì? Tiên bác Tiên á. Rồi xong. Tiên bác Tiên á. Đúng tiêu vô. Trung Hoài. Hello, chúc mừng con. Dạ. Dạ. Mình đã có món bún xào. Dạ. Để con mẹ. Ăn thử nha. Ờ. Ăn thử không? Phúc khu đã. Cái nước nó chan đúng là cơm ăn ngon lắm á giờ. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử đây. Mẹ thử luôn mẹ. Thử chứ đi. Đừng làm hư cái thức của anh nha. Vậy thôi hả? Ngoài tiệm á, họ làm vậy thôi. Thế họ lấy cái vỏ nghêu á. Họ múc bún bỏ vô, cái múc nghêu bỏ lên trên mẹ. À, cái món này hả? Món này nè. À, tôi biết rồi, giống như bự vậy. Giống như bự đó, y chang. Vậy hả? Nhức nách luôn. Còn ngón ngón mẹ. Tại cái bún này trộn dứt tỏi mỡ á, tỏi phi á. Còn phải thử phải xem á. Không mới bây giờ rét mình. Hơn vịt mía lên đỏ đó. Thử mẹ. Ngon. Bạn không? Bay đi mua áo lạnh. Ngày mai chúng ta đi đâu với bà ngoại? Rồi, rồi, ngày mai không đi với bà ngoại rồi. Mẹ. Mai mẹ phải đi làm. Mẹ có đi vậy có bà ngoại dẫn đi thôi.
cái món này á, nếu mà anh chị nào muốn làm ăn thử thì đề nghị hãy thử đi, rất là dễ làm. Mình phải dùng cọng bún tàu nha, cọng bún nó nhỏ trong cái bịch nhỏ vậy nè, cọng bún tàu mình trộn với nước sôi, xong rồi mình để cho ráo, trộn với lại tỏi mỡ, rồi bắt đầu bên đây thì mình xào nghêu ha, nêm gia vị cho vừa ăn, chứ bỏ bột nêm gà với chút xíu nước mắm thôi à, ngoài ra mình không bỏ gì đặc biệt cho hết, nhiều tỏi phi cho, rồi xong cái là mình ăn, mình múc lên cái dĩa gì đó. Còn cái nước này mình có thể chan cho mình ăn chung, nếu mình thích ăn nước nhiều mà mình chan với cơm ăn cũng ngon, quá ngon quá ngon, đơn giản. Nếu thứ tư anh có đi khám mắt như vậy. Khám mắt hả? Khám mắt sao? Sao vậy? Sao bật không mất vậy? Ba coi điện thoại không mất. Yes. Chơi giống chị hai đó. Ba có thấy chị không? Hả? Ba có thấy không? À, thấy cái chút xíu à? Thấy cái chút xíu xíu à? Nha. Có nước rửa đó, có nước rửa mặt. Ừ. Ba mà coi điện thoại hoài á, không thay. Con sẽ không thấy bao luôn. Giờ mình sẽ múc bỏ vô cái hũ. Ừ, con coi TV chút xíu thôi chứ không có coi nhiều nữa, không có ứng gần TV như không. Ứng gần TV cũng bị đau mất luôn. Không. Thế là hai ngày kế tiếp mình sẽ không có nấu đồ ăn. Tại vì có cà ri gà ngày mai nữa. Cái này chưa ăn nữa. Rồi cá chiên nữa. Trời ơi. Này mà đi chơi là coi như là để sẽ bị đóng băng luôn nha. Đi chơi gì? Có đi đâu đâu? Nói vậy, nhưng mà em có đi đâu chơi, ăn uống là coi như cái đồ nhà nấu là coi như đã đóng băng luôn. Có đi đâu chơi đâu, chơi đâu có nấu gì. Chơi đâu có nấu gì. Chế riêng cái chừng này hay chế luôn. Chế vô mấy em một yêu. Phải nói nó kêu mẹ. Trời ơi, có duyên dễ sợ luôn. Mai là cái này hết rồi đó nha. Nó văn vô mà giờ. Lịch sự ghê luôn á. Đầu bếp xịn là nó vậy đó. Số đây thì không như đâu cô ấy. Bây giờ để em dặn anh nè, mình phải quay phim để mình chứng làm minh bằng chứng, đúng không? Làm bằng chứng những gì em nói nó là sự thật quý vị. Không phải, những gì em nói là anh sẽ làm đúng, hoặc là anh làm thiếu, hoặc là em nói thiếu, khỏi có chối cãi. Tại hai chồng mình cứ gây lộn với phần này hoài. Mình nói một đường, ổng hiểu một nẻo. Hoặc là mình nói bị thiếu, ổng nói là mình nói thiếu, mà mình nói đủ. Nó cứ vậy mà gây lộn miết. Giờ ổng nói để ổng phải quay phim lại để coi ngày mai ổng làm có bị sai không. Thì tiếng nói là ngày mai kế hoạch của mẹ, ngày mai là mẹ nghỉ. Thì sáng mẹ sẽ dậy sớm, mẹ nấu cà ri gà cho Mr. Nhàn. Mẹ ướp gà sẵn hết trơn rồi. Thì khoai lang mình Mr. Đạt cũng bào sẵn là mẹ sẽ chuẩn bị hết. Sáng mẹ dậy sớm mẹ nấu cà ri gà. Xong rồi mẹ mới cho Trúc Linh ăn uống rồi ngủ. Xong rồi khi Trúc Linh ngủ dậy á, thì dì Thanh, bé Thanh với Khoa sẽ về nhà chở bà cháu giờ đi shopping. Còn Mr. Đạt sẽ đem cà ri gà qua cho Mr. Nhàn. Rồi một hồi nữa mình sẽ gọi má, mình hỏi má có ăn chay không. Nếu má ăn chay thì mình không có đem, nhưng mà má ăn chay thì mình sẽ đem, Mr. Đạt sẽ đem một phần qua cho má luôn. Nhưng mà phải ghé chợ mua bánh mì. Mr. Nhàn 5 ổ bánh mì không. Ở nhà mình 5 ổ bánh mì không là 10 ổ. Thấy không? Má nếu mà má nữa thì anh nghĩ chắc má 2 ổ là được rồi. Đó, cho má 2 ổ, nó là 12 ổ bánh mì. Là đại khái là như vậy. Hết. Khoan, xí. Nữa. Ok. Kim Long chỉ bán một bịch 5 ổ thôi à. Ok. Vậy còn 3 ổ kia đem đâu? Thì về mua 15 ổ luôn đi. Còn ăn không hết thì để đó em làm bánh chuối nướng tiếp. Chứ sao cũng phải làm nữa à. Thế quý vị thấy không? Coi như là mình không chỉnh á. Là mình đem về 3 ổ. Tại vì má hết 2 ổ rồi, mình đem về 3 ổ. Cái em cự với mình đúng không? Thì là mua 15 ổ. Mua 15 ổ. Yes. Wow. Bên đó ổ. Có ổ bánh mì nhiều vậy luôn á ha.
Trời ơi, nghĩ sao cái chợ người ta mà 15 mỗi bánh mì cũng có. Cha này nói chuyện thiệt á. May dễ sợ luôn. Không biết đâu. 15 mỗi bánh mì nhưng mà phải nhớ phải mua bánh mì rồi mới đi qua nhà nha. Dạ. Không là cà ri không có bánh mì. Đó. Rồi. Rồi là đại khái là kết quả là như vậy. Yes. Còn bún này là ăn quá ngon rồi nha các bạn. Coi như là lần đầu làm rất là hoàn mỹ. Yes. Cái này Tiết nghĩ nếu mà gia đình mình có cách tới nhà á, như mình đi mua mấy con nghêu bự á, bự như nè ở ngoài chợ á, mình mua vài con về cái mình tách nó ra, xong mình làm theo kiểu như là mình để một cái dĩa á, xong mình ngon lắm, cái người thích ăn rất là thích. Hoặc là mình tách ra xong mình múc lên cái con nghêu đó luôn, từng miếng á, giống như trong nhà hàng mình đi ăn vậy đó. Nghe hấp dẫn quá vậy. Nghiên ơi, giờ đang đợi nồi bánh. Ô, qua đây kiểm tra nồi bánh á. Ok. Mấy giờ rồi? Còn 15 phút nữa mới đủ. Có gọi má không? Có. Ok. Còn 15 phút đủ vậy có kiểm tra không? Kiểm. Kiểm tra luôn hả? 15 phút mới kiểm tra mà. Đâu, coi đi. Coi nó sôi nè, nó đẹp lắm. Ok. Rồi, con. Sao thấy? Sao không thấy? Cho tôi zoom. Nó còn bánh cũng này nha. Nó sôi đẹp lắm luôn á. Mở số. Thấy không? Thấy to không? Dữ dàng. Sao nó sâu dữ trời, để ra hơi nó hết nè. Rồi cái này con bỏ dầu ở dưới á. Để mình gọi má. Trời, phone người ta là phone Samsung quá vậy. Không, không có thể nào nói dừa. Người ta đứng ở đây người ta bấm một cái là coi như là 30S là tới liền rồi vậy. Thì không, mà nó có bị mờ không á? Không có mờ, nó chỉ là có hạt nhiều nhiều thôi chứ không có mờ. Dạ má. Má, ngày mai mẹ con nấu cà ri gà đem qua cho nhà á má. Tại vì mẹ con ướp sẵn hết tối nay rồi. Thì, ủa má có ăn chay không? Để anh Đạt đem qua cho má luôn á. Má ăn chay à? Dạ. Cầm bữa con mới đem đồ ăn qua cho nhàn đó, nhàn có nói. Thì đó, bữa nay là mẹ đi chợ xong xuôi hết về ướp rồi đầu ngày mai mẹ con ở nhà nè, sáng dậy sớm nấu là mức Đạt ông đem đi á. Tội nghiệp luôn. Mẹ nhàn khỏi má nói là thèm quá trời. Tội nghiệp quá. Nghiệp dễ sợ luôn. Rồi. Ồ, bún nữa nha mẹ. Luộc miếng bún nữa. Có, ngày mai là anh Đạt đi mua bánh mì, xong rồi mẹ con ở nhà luộc bún sẵn luôn. Để múc cho nhàn với vợ nhàn đồ ăn được mà. Mấy cái đó ngon. Ủa má ăn chay ha, thôi con múc cho má luôn. Thôi má con uống qua nhà nó không, anh chở khai sinh, mình chúc Linh vào bánh chơi. Đi qua bển cho múc cho Linh đi. Sao vậy? Chúc Linh đi với mẹ rồi. Chở má đi qua bển cho múc thôi cho anh ăn liền. Dạ. Má, anh Đạt hỏi mai má đi luôn không? Thì anh Đạt sẵn đi qua bển đưa đồ ăn cho nhàn á, anh chở má đi luôn. Rồi anh thăm nhàn á, rồi má múc liền nha cho nhàn ăn liền luôn, đang thèm. Đó, mai Trúc Linh thì nhà với mẹ con rồi, giờ cho nó ngủ nghe rồi chiều mẹ con dẫn đi chơi. Dạ. Con, ba làm cái này với mẹ cái xong ba tới. Rồi. Quả rồi, chuẩn bị nha. Quả wow, ngon quá vợ. Trời sao khác luôn rồi, trời đất ơi. Quá xá là đặc biệt luôn. Từ từ, quá anh ơi. Đợi em mang cái bao tay đó. Anh chắc anh bưng đi. Em cởi cái đó ra đi vợ. Ừ, em quay cho. Ừ, nói ba cởi cái bao, mang cái bao tay thôi á. Mà nó đã bị khét luôn á. Từ nhà, tổng xe. Bưng nhà để đâu? Để lên đây giùm em. Lót hả? Chắc con nghĩ chắc phải lót cái gì lên đó mà. Nè cái khăn nè. Đúng rồi, cái khăn đi. Lần đầu mình làm món bánh chuối nướng. Nhưng mà bữa nay mình không có ăn được, mình phải để tủ lạnh cho tới sáng hôm sau. Wow. Mình mới ăn. Đã. Trời đất ơi, khét rồi. Mình phải đứng tấn đàng hoàng nữa không là chơi cái giống như ông tấn. Tại khúc cuối mình giận là ăn lửa cái broi á, cho cái mặt nó vàng chút xíu á, chắc nó hơi bị lố. Đúng rồi, cái này là nó vàng. Không, hồi nãy đúng 5 phút em tắt. Xong rồi em phải nên bưng cái này ra liền. Đằng này em để trong cái đó em đợi anh cầm cái máy đi lên này, nó cái hơi nóng nó còn á. Giờ cộng với lại mang cái này nữa. Yes. Rồi trả lại điện thoại cho anh nè. Yes. Trời sao bị khét vậy? Thấy em sửa ra. Trời quá.
ba lắc ba sắc cái đó mà mình cảm thấy ham luôn á trời. Cái đó, cái ly đó là quá ngọt rồi đó dạ. À, anh là thích ngọt ngọt vậy đó. Cái gì caramel nữa. Có pha đúng không vậy? Ừ. Hơi bị lạc, hơi á. À, thấy không? Anh biết mà, thấy giờ làm chỗ đó là anh biết. Anh biết nó ngọt ngọt rồi, không? Cho nên anh ham là vậy đó. Đang đợi em xíu em bỏ lên đây. Một xíu. Rồi xong rồi. Ok. Mình thử cái này nè. Thử gì? Ồ. Giờ mình cắt mình ăn thử coi ngon không nha. Dạ. Nếu mà ngon là mình đem nửa khúc qua cho mấy tên nhàn luôn. Ôi vậy đó hả? Ừ. Đã vậy. Đúng rồi. Ngon vậy luôn. Rồi, sáng đó, mẹ dậy sớm lắm nha quý vị. Đã nấu được một nồi cà ri đằng kia rồi. Mình làm cái này xong rồi mình tới mình coi cái nồi cà ri cho quý vị. Cái bánh này phải ăn lạnh. Ồ vậy hả? Ừ. Cái bánh này không có ăn tại vì lạnh nó mới cứng cái bánh lại nè. À. Mà tối hôm qua mình làm rồi. Thì nó còn nóng quá. Ừ. Chưa có cứng. Thất bại đúng không? Thôi, để nhà anh ăn cho dạ. Ham quá. Trời trời trời. Ôi giời. Đó, thấy chưa? Anh tưởng đâu em cắt một miếng nhỏ xíu nhìn cho nó đẹp mắt để nó quay phim thôi. Em về, em vớt nguyên một cục nè. Chứ em để cho nó sang cắt. Ừ. Ngon á. Đó, nhìn ngon á. Thử mới biết có ngon hay không? Vậy á. Giờ mình sẽ cắt miếng mình ăn thử nha. Ừ. Sao? Tuyệt vời ông sao? Trời. Có không? Ngon. Được rồi, nó đem trong mít cả nhàn được á. Mình không biết ạ. À. Ngon thiệt luôn á. Ừ. Quá ngon rồi mẹ. Ngon lắm. Ngày mai muốn mình sẽ làm thêm một ổ nữa. Ừ. Ổ này chỉ là thí nghiệm thôi. Anh nghĩ là mai mốt ổ xếp ổ sau đem cho nhàn đi. Đừng đem ổ này. Vì sao? Nhiều đồ ăn quá, anh ăn không hết. Nọt cà ri nè, bánh mì nè, rồi cái này nữa, anh ăn không hết đâu vậy. Nhiều quá ăn hết, hư hết. Cho ăn miếng thôi, cho nó ăn liền đó. Ừ. Cắt miếng. Dạ. Rồi, quá ngon các bạn. Ừ. Hãy thử cái cách làm của Tiết mà thấy chưa có chỉ. Cái này ơi mẹ đây rất là ngon. Giờ mình sẽ múc miếng đây nè. Rồi đây là cái nồi cà ri mẹ đã dậy và đã nấu xong cái nồi cà ri này là lúc rất là sớm luôn. Đấy, một nồi bự tổ bốt. Giờ thiếu trên cái bàn chỉ là ổ bánh mì thôi đúng không? Có bún sẵn luôn rồi, mình có thể ăn sáng được luôn rồi. Hey. Đó. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn theo dõi hai vợ chồng đặt trên kênh Bầu Trời Boston and Family. Và mến chúc anh chị cùng các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu. Bye bye các chú chồng và các con được hai quên. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người yêu.